Tôi bắt đầu khi đi du lịch của gia chủ nuôi chó. Hãy để cho mình là buổi hướng dẫn bạn nhé. Bước 1. Chấn an tâm lý em chó bằng sự niềm nở và yêu thương. Hoạt động xếp vali, tránh tầm mắt tôm càng xa càng tốt. Đánh lừa tâm lý với chiêu thức tiễn chồng đi công tác. Tommy vẫn rất háo hức và hoan hỉ khi được tiếp xúc với thế giới sơ bồ. Tính em nó cũng chịu khó hiền dịu nết nà lắm. Tiếp tục là những đòn quyết định với nhân ba nội công ban phát yêu thương. Phóng xe đưa em đến nhà trẻ không một động tác thừa. Cập nhật từ phóng viên thường trú tại nhà trẻ, tôm không có dấu hiệu mít ướt nhớ bố mẹ. Hòa nhập nhanh chóng và được ưu ái cho danh hiệu thánh xin ăn. Tạm yên tâm là em nó vẫn ăn rất ngon và ngủ rất kỹ. Tạm biệt tôm giám bữa, gia đình nhà Bùi đi du lịch đây. Follow để đón xem diễn biến tiếp theo của chuyến đi du lịch của gia đình nhà Bùi nhé. Hẹn gặp lại. Alo, shipper à? Cái gì vậy anh ơi? Đi anh xuống bây giờ nha. Đi chơi không? À, đi tắm đi. What? Mang hồ sơ ra đây. Tommy à? Ok. Ngô sẽ báo chủ hãy để đấy yêu bắt cái gì. Khi giận. Khi nghe lời. Ông ơi. Chào mọi người đi. Ăn đồ chơi ra đây. Ăn đồ chơi ra đây. Ờ dạ thế. Này. Ăn đồ chơi ra đây. Khi đi ngủ. Ngủ đi em ơi, không ai cứu được em đâu. Dậy đi ông cháu ơi, xong rồi đấy. Các cháu ơi, đừng ngủ nữa nha. Dậy sớm đi. Cảm ơn chúng ta. Hẹn gặp lại.